Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4, tuy là ngày lễ nhưng mà mong là các bạn vẫn theo dõi tin tức Nghe Nhìn nhé. Và như thường lệ thì trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến cùng với nhau những tin tức mới nhất nhé. Mới đây thì chuyên gia tung tin đồn của Samsung là iUniverse vừa đăng tải hai tweet tiết lộ rằng flagship tiếp theo của Samsung, chiếc Galaxy Note 10 sẽ đối xứng một cách hoàn hảo. Cụ thể trong tweet đầu tiên thì anh này cho biết là Da Vinci là tên mã của Galaxy Note 10 có thiết kế đối xứng. Và trong tweet thứ hai thì anh đã đăng tải hình ảnh tác phẩm Vitruvian Man của Leonardo da Vinci, vốn là hình ảnh biểu tượng cho những tỷ lệ hoàn hảo. Và qua hai tweet này thì chúng ta có thể hy vọng rằng Note 10 sẽ có những thay đổi đáng kể về mặt thiết kế, chứ không tương tự như là S10 như nhiều suy đoán trước đây. iUniverse chưa dừng lại ở hai tweet trên, anh còn cho biết là chiếc Galaxy Note 10 Pro bản 4G sẽ được trang bị viên pin siêu khủng là 4500 mAh, tức là tương tự như bản Galaxy S10 5G. Nếu quả đúng như vậy thì chắc chắn rằng phiên bản Note 10 5G sẽ có viên pin lớn hơn nữa. Và thông tin cuối cùng mà iUniverse cung cấp đó chính là Note 10 Pro sẽ sạc ở mức là 25W, nhanh hơn đáng kể so với mức 18W của dòng S10. Với thông tin rằng sẽ có thêm một mẫu Galaxy Note 10 E giá tốt ra mắt cùng lúc với các mẫu Pro, dòng Note sẽ lần đầu tiên được mở rộng trong năm nay và có vẻ như Samsung đang muốn quyết tâm chiến đấu trên mọi mặt trận của mình. Các thân mến, Redmi 3 Pro đã được Redmi giới thiệu vào thứ hai tuần trước, nhưng giờ đây mới được mở bán flash sale trực tuyến đầu tiên. Công ty đã đăng trên Twitter rằng hơn 170.000 chiếc Redmi 3 Pro đã được bán chỉ trong vòng 8 phút, với số lượng dự kiến sẽ tăng hơn nữa cho đợt flash sale thứ hai mà công ty vừa lên kế hoạch. Những người hâm mộ Redmi có thể mua smartphone mạnh nhất của công ty thông qua đơn đặt hàng 3 ngày trước khi lên kệ chính thức. Thương hiệu phụ của Apple cũng đã khai trương cửa hàng dựng lên đầu tiên vào ngày 27 tháng 4, nơi những người đam mê khó tính có thể mua thiết bị này, cũng như giành một số giải thưởng như là vé cho bộ phim Avengers. Redmi 3 Pro trang bị chip Snapdragon 710 và một camera ấn tượng 16MP như trên OnePlus 6T. Nó có pin là 4045mAh và sạc VOOC được bán ra với mức giá là $200, tức là khoảng 4,66 triệu đồng cho phiên bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, hoặc là $245 cho phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, tức là tương đương 5,7 triệu đồng. Các bạn thân mến, theo Alex thì tài khoản có nhiều thông tin rõ rỉ chính xác về các mẫu điện thoại sắp ra mắt. iPhone 11 hay là iPhone XE sẽ có kích thước là 143.9 × 71.4 × 7.8mm so với iPhone XS là 143.6 × 70.9 × 7.7mm. Tấm nền của model mới vẫn có kích thước là 5,8 inch nhưng tai thỏ sẽ được làm nhỏ đi vì màn hình mỏng hơn, song sẽ khó phân biệt được so với iPhone X. Thay đổi đáng kể nhiều nhất trên iPhone 2019 sẽ sử dụng thiết kế mặt lưng kính hoàn toàn mới. Toàn bộ mặt sau được làm từ một tấm kính duy nhất, bao gồm cả cụm camera với ba ống kính hoàn toàn mới. Thiết kế này giúp cụm camera bớt lồi và trông liền mạch hơn so với tổng thể. Độ dày của máy đo ở phần camera sẽ khoảng 9mm. Những điều chỉnh khác bao gồm microphone được đặt ở phía sau, nút chuyển chế độ zoom chuông sẽ gạt lên, xuống dọc thân máy. iPhone 2019 có thể không dùng cổng Lightning mà chuyển sang USB Type-C, tương tự trên các mẫu iPad đời mới. Thiết bị sẽ hỗ trợ sạc ngược không dây và hộp đi kèm có sẵn sạc 18W thay cho sạc 5W. iPhone thế hệ mới sẽ được Apple phát hành vào tháng 9, nâng cấp tính năng và cải tiến lớn cho camera và có thể là hướng đi giúp công ty công nghệ Mỹ tăng sức cạnh tranh với các điện thoại Android cao cấp. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.